con ăn thì con bó vào, con bó vào xe đi. Rồi đi. Con thích lấy cái gì con lấy. Ừ đúng không, mệt đúng không? Ừ. Đúng rồi, con lấy con bó vào đi. Nè, bó vào xe. Rồi con bó cái này vào cho chị Quỳnh nữa này. Mang về cho chị Quỳnh. Rồi bó vào xe để tính là tính tiền. Rồi đấm tiếp nào. Con một chút đi. Đi nào, đi mua mì tôm nào, cũng lên nào. Con đánh đi. Cái lắc rồi. Rồi đi nào. Ăn gì đây? Mì hảo hảo hay là mì tôm không gì? Này bé ơi, không lấy được. Con ngồi đi. Đấn xe để về nào. Nó lại để tính tiền nào. Đấn xe. Rồi đi đây, đi đây. Từ từ. Rồi các con ngồi đấy đó. Rồi đi đi. Đi đây. Coi nấu thì dạ có sẵn hay là dạ đúng rồi chị. Này là sẵn đúng không? Dạ. Thank you.
chua yêu. Rồi ăn chua nha. Đi ở đây nặng đau lắm, phải đưa mặt lại cho mẹ con đi. Rồi. Đi đây nào. Ăn chua nha. Ăn chua trước nha. À chứ còn là ăn uống cái này hả? Ừ. Ồ, không có uống nữa. Từ từ thôi. Hai tay cầm. Úp. Rồi cầm. Rồi con uống đi mẹ. Con uống nóng nha, con uống để mẹ mang hoa quả cho ăn nào. Rồi các con này. Bé ơi con uống đi bé. Nào, uống nào. Đây ca ca. Đây nhiều rác quá. Tay ở trên đấy chứ. Ngồi xuống, khoanh tay. Chua ngon mà.